Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cây Cam Xanh. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là cây cam xanh đang trong thời điểm làm bông và hiện tại đã xử lý lân cây ly gốc và phun cử đầu tiên rồi. Tức là ở cây này, thời điểm mà cách ngày gãy lân và cây ly là đã khoảng 10 ngày rồi các bạn. Vì hiện tại là sau phun cử đầu tiên thì cái lá của mình nó đã xanh cứng như thế này rồi. Thì trong video này mình sẽ cùng với các bạn đề cập tới cái vấn đề mà những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm bông của mình. Tức là mình sẽ nói sơ lược thôi. Những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới quá trình là thành bại theo cái quan điểm kỹ thuật của mình. Trong quá trình làm bông á, thì cái vấn đề đầu tiên á, thì cái cây của mình nó phải đủ sức làm bông. Đối với cái trường hợp này á, thì cái cây này theo đối với mình thì đã đủ sức hay các bạn. Tại vì khi làm bông á, thì cây nó sẽ tiếp tục ra một cây đọt mới. Và trong quá trình mang trái á, thì nó mất khoảng 1 năm. Thì trong quá trình đó thì mình có thể tiến hành lấy được khoảng 2 hoặc 3 cây đọt. Thì lúc đó cái cây của mình nó đã lực hơn rồi. Và cái vấn đề tiếp theo là bộ rễ. Thì cái cây của các bạn á, bộ rễ nó phải khỏe hết các bạn. Bộ rễ phải nhiều. Bộ rễ phải nhiều như thế này. Nó nhiều rễ cám, cây khỏe thì làm bông cây nó mới chịu nổi. Đó. Cái vấn đề tiếp theo á, là cái bộ tàn nhện. Tức là các bạn có thể thấy đây. Cây này thì cái bộ tàn nhện rất là nhiều nha. Đó. Bộ tàn nhện là cái cành mang trái gì sao á. Đó. Thì cây nó đủ cái yếu tố làm bông, thông thường là khoảng cây 5, cây 6 là các bạn có thể tiến hành làm bông được rồi, tùy theo cái lực cây của mình thôi. Đây, như đối với cây này thì tàn nhện nó rất là đạt rồi, bộ rễ thì nó khỏe. Rồi trong quá trình làm bông á, trước khi làm bông thì các bạn cần phải tiến hành là quản lý cái cỏ ở trong vườn mình. Tức là phải tạo độ thông thoáng cho cái mặt liếp. Thì ở trường hợp này mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là xịt thuốc cỏ hết các bạn. Xịt thuốc cỏ toàn bộ vườn. Đây, như đối với cây này nè, các bạn có thể thấy nè, do tưới nó lòi rễ ra nè, thì cái bộ rễ nó rất là dữ nha. Đó, cái gốc nó thì nó cũng, đối với cây này thì nó cũng lớn thôi, nhưng mà đối với cây này thì nó vẫn còn nhỏ nè. Thì cái gốc trung bình là khoảng vậy thôi nha các bạn. Nó sau khi tiến hành là xử lý cỏ, xịt cỏ rồi, thì các bạn cần phải xác định là thời điểm rễ lân và kali. Thời điểm này là quan trọng nhất nha các bạn. Thời điểm rễ lân thì mình sẽ cho nhà vườn tiến hành là rễ lân và kali ở thời điểm lá như thế này. Đó, sau đó khoảng rễ lân và kali khoảng 3-4 ngày hoặc 4-5 ngày tùy theo cái tình trạng cây thôi. Thì mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là phun tạo mầm cử đầu tiên nha. Rồi sau đó các cử tạo mầm sẽ cách nhau khoảng từ 7 tới 10 ngày hoặc là 15 ngày tùy theo tình trạng của cây và cái thời điểm phun thôi. Mưa nắng khác nhau. Thì cái đó là cái quy trình cơ bản thôi. Thì tùy theo cái đậy mầm phủ hoặc là xịt lan thì nó sẽ có số cử phun khác nhau. Tức là cái cử phun á, mình không thể nói chính xác được các bạn, tức là phải tùy theo lực cây. Khi phun á, thì coi cái mầm của nó, nếu nó lên mầm đạt á, thì số cử phun mình ngưng. Còn nếu như mầm chưa đạt á, thì cái số cử phun mình sẽ tăng lên. Đó. Còn cái vấn đề mà những yếu tố nào nó ảnh hưởng tới quá trình mà làm bông của mình thành công hoặc thất bại. Thì khi làm bông á, các bạn cần lưu ý, thì khi chúng ta phun tạo mầm á, khoảng 3 cử đầu tiên. Nếu như các bạn phun 3 cử đầu tiên mà cây của mình nó vẫn còn xì đọt á, tức là cái đọt nó không bị chặn lại các bạn. Thì lúc đó là cái cây của mình là chứng tỏ là cái quá trình tạo mầm là nó chưa ổn, tức là chưa thành công. Tức là các bạn phun cử là mầm đầu tiên, thứ hai, thứ ba mà ở thời điểm đó cái đọt của mình nó vẫn tiếp tục xì, tức là nó xì nó nối cơi á. Thì chứng tỏ là không thành công. Không thành công ở đây có nghĩa là cái quá trình tạo mầm nó không tốt á. Tới nữa nó vẫn ra bông nhưng mà cái tỷ lệ nó không đạt, không như ý mong muốn của mình. Đó là cái thứ nhất. Tức là nó xì đọt ở cử thứ ba và thứ tư, cái đọt nó vẫn còn thẳng, là cái quá trình tạo mầm chưa phù hợp. Thì các bạn cần phải điều chỉnh lên để tăng số cử phun lên và điều chỉnh cái lượng thuốc lại. Cần kiểm tra coi cái lượng thuốc nào, tức là các bạn cần phải ghi chép lại xem cái lượng nào, loại thuốc nào mà nó làm cho cái đọt của mình nó bị xì vậy. Đa phần là những loại phân có đạm các bạn. Đó, các bạn cần lưu ý, đạm thì nó nhiều loại. Thì các bạn cần lưu ý thôi. Cái số đầu tiên á, thí dụ 3099 là 30 đạm đó, cái thằng đó sẽ đi đọt đó, thì các bạn cần phải kiểm tra lại. Đó, rồi trong quá trình phun á, thì cái yếu tố nước, thí dụ mưa á, liên tục á, thì nó cũng làm cho cái cây của mình nó đi đọt nữa. Đó, cái đó là đánh giá bên ngoài ha. Cái đầu tiên là cây xì đọt ở cử thứ ba và thứ tư, cái đọt nó vẫn còn thẳng thì quá trình tạo mầm của mình nó chưa có phù hợp. Đó.
Một cái nguyên nhân khác nữa là do trong quá trình mà đi lân cái cali gốc á, thì các bạn đi với cái lượng quá ít thì cây của mình nó không đủ khả năng là dàn đọt. Tức là lân và cali ở thời điểm gãy khi cây lá lụa nó có vai trò quan trọng các bạn, tức là nó sẽ cung cấp cái thằng lân và cali hỗ trợ cho quá trình tạo mầm. Đồng thời là nó cũng có vai trò là đối với lân kali nhiều á, thì nó sẽ dặn cho cây đứng lại, tức là nó không đi đọt nữa, nó chuyển từ sinh trưởng sang sinh sản, tức là ra qua kết trái đó. Đó, nếu như mà cái lượng lân với kali á, các bạn dặn không đủ á, thì cây nó cũng dễ đi đọt trong quá trình làm bông. Và lân á, ở trong quá trình dặn đọt á, thì nó có nhiều loại các bạn. Loại làm bông thì nó chuyên dụng, tức là dặn vào thì cây nó sẽ đứng. Còn những loại lân trên thị trường á, đa phần là nó sẽ có tác dụng thêm, đó là kích rễ hoặc là lân vi lượng, tức là loại đó là những cái loại mà kích thích thôi, tức là bón thêm để cung cấp dinh dưỡng thôi. Do đó mà khi xài lân á, lân gãy thì các bạn cần lưu ý là chúng ta cần phải xác định kỹ xem đó là lân gì để gãy phù hợp hơn. Đó. Còn trong quá trình phun làm bông thì nếu như các bạn sử dụng các lượng thuốc á, nó quá nhiều thì nó sẽ gây ra cháy lá. Thì khi mà cây nó cháy lá sớm á, thì cái quá trình tạo mầm của mình nó xong nó không hiệu quả nữa, hoặc là những cái đọt của mình nó bị cháy lá, bị rụng lá về sau thì cái quá trình ra bông của nó, sau khi ra bông á, thì khả năng đột trái nó rất là thấp nha các bạn. Đó. Rồi sau khi phun khoảng 50 ngày thì các bạn cần phải kiểm tra cái mầm. Nếu như cái mầm của mình nó ra đạt á, nó lên mầm rõ thì chứng tỏ quá trình tạo mầm của mình nó đã hợp lý rồi. Còn không thì cần phải điều chỉnh thêm cái lượng thuốc. Là đối với cái này thì nó ra bông thuận nha. Nhưng mà sau khi phun làm bông á thì cái lá của mình nó vẫn còn giữ nguyên như thế này nè, và nó ra bông như thế này nè, thì cái tỷ lệ đậu trái của nó rất là cao các bạn. Đó, còn cái vấn đề mà quản lý nước trong thời điểm mà làm bông đó, nó rất là quan trọng nha các bạn. Đối với các bạn xịt lan cũng vậy, thì cái vấn đề giữ nước cho nước nó khô ráo, tức là nó cách mặt liếp á xa khoảng 5-6 tấc, thì đi làm cho bộ rễ của mình nó ráo thì cái quá trình tạo mầm của cây nó sẽ nhanh hơn các bạn. Cho nên là vấn đề quản lý nước là nó cũng là quan trọng, nó cũng quyết định thành công á. Đó. Còn trong quá trình làm bông á, về cái sử dụng phân bón lá để phun lên á, thì các bạn cần lưu ý ha. Đa phần thì trong quá trình làm bông á, thì nó chỉ có một số loại chuyên dụng thôi. Các bạn cần phải đưa đầy đủ lân, kali lên để giúp cho cái lá xanh và cứng và tạo mầm. Đồng thời là phải đưa cái chất chặn đọt để giúp ngăn cản cái thằng G3, giúp cho quá trình sinh trưởng nó chuyển sang sinh sản. Tức là cây của các bạn khi nó ra đọt á, thì cái hàm lượng chất G3 với perlic acid á, nó sẽ tăng cao lên. Còn nếu như các bạn ngăn cản được cái quá trình tăng cao của thằng G3 thì nó sẽ có tác dụng là tạo ra mầm qua. Đó, do đó tùy theo cái kinh nghiệm của mình thôi, thì các bạn sẽ coi mầm như thế nào và phối những cái chất mà giúp cho nó ngăn cản cái thằng G3 đó. Hiện tại trên thị trường thì nó có rất nhiều chất nhưng thông dụng nhất là Baclobutazone, kế đến là thằng Uniconazole. Uniconazole thì hiện tại thằng này nó đang sử dụng được trên sòi các bạn, tức là người ta sẽ tiến hành tưới gốc để xử lý cái qua sòi, hoặc là Mebiwatt, thì cái thằng này nó mới thôi nhưng mà về sau cũng sẽ phát triển thôi. Thằng Mebiwatt thì nó sẽ xài ở trên nhãn để ngăn ra cái hiện tượng bông lá, tức là sau khi xử lý cái qua nhãn thì cây của mình nó sẽ ra qua, nhưng mà ở nhiều năm tiếp theo á, hoặc là trong quá trình xử lý gặp mưa thì cái bông nhãn nó ra, đồng thời là nó ra thêm cái lá đó. Cho nên trong quá trình mà ra bông á, nếu mình sử dụng thằng Mebiwatt á, mình phun lên cái bông đó thì cái lá non nó sẽ bị rớt đi, tức là nó tránh ra hiện tượng ra bông lá. Đối với trên nhãn thì ra bông lá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cái bông mình ốm, hoặc là khả năng đậu trái nó thấp, tức là đối với những cái chùm bông nào mà có bông lá ở trên nhãn, nhất là nhãn y đo, thì cái cây của mình là năng suất nó rất là thấp. Mà cho nên nhãn y đo nó có một cái đặc điểm là nếu nó ra bông ít thì nó dễ bị rụng trái, mà ra bông nhiều thì nó đậu toàn bộ. Nó hiện tại là cái chất chặn G3 đó, thằng Gibberellic acid để tạo mầm á, phổ biến trên gang trái, mình sẽ nhắc lại là Baclobutazone là cái thứ nhất, là nó chuyên sử dụng trên cây có múi. Về sau có thể chuyển đổi thằng Uniconazole và cái thằng Mebiwatt. Thì tùy theo các bạn áp dụng những biện pháp nào, hoặc là tùy theo cái kỹ thuật của mình thì có thể áp dụng khác nhau, thì để chặn cái thằng Gibberellic acid đã được. Nó biểu hiện của
chặn được á, tức là những cái cây mà đã bị xì đọt rồi đó, khi các bạn phun vào á thì cái lá của mình nó sẽ bị dúng lại. Mình ví dụ đối với cái đọt này nha, cái đọt này thì không phải, nhưng mà sau khi mình phun vào những cái đọt non á, nó sẽ bị dúng như thế này nè, chứng tỏ là quá trình chặn đọt nó đã hiệu quả rồi. Mà những cái cây mà đã chặn hiệu quả nó dúng như thế này nè, đối với những đọt non bị xì nha, thì chứng tỏ là quá trình lên mầm của mình nó hiệu quả rồi. Đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình làm bông. Thì trong cái khâu làm bông á, thì nó có rất là nhiều yếu tố các bạn, tức là nó tác động rất là nhiều về yếu tố môi trường, kỹ thuật phun, kỹ thuật phối thuốc, rồi số cữ phun, thời tiết mưa này kia, rồi tình trạng sức khỏe của cây, tình trạng đi dinh dưỡng ở cái cơi làm bông nữa, thì cái quá trình lên mầm nó sẽ khác nhau. Do đó mình chỉ nói, có thể nói được một số cái ý chính thôi, nhưng mà để làm bông hiệu quả cần phải là, nói chung là phải trực tiếp đối với cây thì mới đạt hiệu quả thôi. Cái này mình chỉ cần nói cái chung thôi, thì các bạn cần phải chặn chất gì để cho nó ra mầm hoa, những chất gì giúp cho nó tự mầm hoa. Rồi đó là một số chia sẻ ngắn. Rồi mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được hỗ trợ kỹ thuật tư vấn kỹ thuật tận dược. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.